tiểu sử tấn tài, từ thầy giáo làng đến hoàng đế đĩa nhựa của sân khấu cải lương. Sân khấu cải lương thời Hoàng Kim đã tạo nên một phong trào trăm hoa đua nở với sự thành danh của nhiều nghệ sĩ bậc thầy, với phong cách biểu diễn không ai trùng lắp với ai. Trong những giọng ca đặc sắc đó có giọng ca liêu trai của hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Với giọng ca ngọt nhẹ và kiểu nhấn nhá rất đặc trưng, giọng ca Tấn Tài đã tạo được một trường phái ca cổ riêng trong làng sân khấu cải lương. Đến giờ phút này, giọng ca và lối ca của ông vẫn thuộc hàng độc bộ thiên hạ. Ông giáo mê nghiệp cầm ca. Nghệ sĩ Tấn Tài tên thật là Lê Tấn Tài, sinh năm 1938 tại núi Sập, tỉnh An Giang, trong một gia đình nông dân nghèo. Ba thì cực nhọc ruộng đồng, mẹ thì buôn gánh bán bưng để nuôi cậu con trai học đến tú tài. Đất Nam Bộ vốn là cái nôi của cải lương. Những đứa bé khi mới sinh ra đều được mẹ hát ru những câu hò điệu lý hay những bài vọng cổ mượt mà sâu lắng. Không biết từ bao giờ, dòng nhạc cải lương đã thấm sâu vào máu cậu tú Tấn Tài. Không có tiền để học thầy, ông học ca bằng cách nghe radio rồi hát theo. An Giang là thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày lễ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngoài lễ hội cúng tế còn có tổ chức thi ca vọng cổ, một sinh hoạt văn hóa của người dân Bảy Núi. Năm 18 tuổi, Tấn Tài dự thi ca vọng cổ trong mùa lễ hội ấy và được giải nhất. Đó chính là viên gạch đầu tiên xây nền sự nghiệp cho một giọng ca bất hủ, để sân khấu cải lương có một hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Ông giáo trẻ quyết chí ra đi, bước chân vào nghệ thuật. Thời ấy, làng quê có một người thi đậu tú tài, bà con mừng lắm, nên Lê Tấn Tài được mời làm thầy giáo dạy trung học, lớp đệ lục, đệ thất, đệ ngũ. Vì ông thầy Tấn Tài trẻ tuổi, đẹp trai, nên nhiều cô nữ sinh thầm thương trộm nhớ ông thầy, và thầy thì cũng để ý đến một cô học trò duyên dáng. Sự việc đổ bể, nhà trường không cho ông thầy dạy nữa, bởi thời đó, thầy giáo mà yêu học trò là phạm trọng tội đạo đức. Thôi thì ông thầy giáo phải đi làm thư ký văn phòng vậy. Tấn Tài được mời vào làm chánh văn phòng huyện Núi Sập. Đi làm được mấy tháng buồn quá, bốn bức tường của văn phòng huyện giống như chiếc lồng son nhốt kín chim sơn ca. Cậu Tú xin nghỉ việc đi ca hát đám tang, đám cưới, gỗ chạp làm vui. Rồi một hôm có đoàn cải lương, Thanh Hương, Kim Chưởng về hát ở thị xã Long Xuyên. Kép chánh lại là thần tượng hữu phước, nên Tấn Tài dành dụm được ít tiền đủ mua một cái vé vào xem. Đêm đó, khi xem hát xong, màn nhung khép kín từ lâu mà Tấn Tài vẫn còn đứng tần ngần giữa rạp. Nỗi xúc cảm trào dâng, ông tự nhủ, tại sao mình không là một hữu phước thứ hai? Từ đó ông ôm mộng đi hát cải lương, thời điểm ấy khoảng năm 1959. Niềm đam mê thôi thúc, Tấn Tài lén bỏ nhà đi theo gánh hát, mẹ phải lên đoàn bắt về 5 lần 7 lượt. Ba thì buồn lắm, nhưng niềm đam mê đi hát cải lương cứ sôi sục trong lòng, nên đợi đến nửa đêm, ông mời ba mẹ ngồi ngay giữa bàn thờ từ đường. Quỳ xuống lại ba lạy, rồi đứng dậy khoanh tay đứng hầu một bên, xin được đi hát và xin thề. Nếu thành công thì ông sẽ trở về báo hiếu, nếu thất bại thì ông không trở về quê hương nữa. Giữa khuya hôm đó, ông bỏ đi trong túi hành trang vỏn vẹn chỉ có một bộ đồ. Lúc đó ở ngoài Long Xuyên có đoàn cải lương bướm vàng về hát, ông bầu là ký giả kịch trường Văn Thà Tình Thiệt. Tấn Tài đến gặp ông bầu xin được thử hơi. Khi nghe ông vô vọng cổ, vừa ca dứt một câu, tự nhiên có nhiều tiếng vỗ tay, làm cho ông giật mình nhìn quanh. Thì ra cả đoàn đang đứng quanh để nghe anh kép mới thử giọng. Lúc đó, Tấn Tài mới biết là mình đã được chấm. Đêm diễn đầu tiên của kép chánh. Tối đêm diễn đầu tiên, khi ông vừa xuống vọng cổ thì khán giả đã vỗ tay rầm rộ. Sau đêm đó, Tấn Tài chính thức khăn gói theo đoàn. Đến mùa mưa, liên tiếp nhiều ngày đoàn không diễn được. Ông bầu quyết định cho rã gánh ở Sa Đéc, mạnh ai nấy tìm đường đi. Vì không nơi nương tựa nên Tấn Tài theo một người bạn đi cuốc rẫy phụ. Nhiều đêm Tấn Tài nằm khóc một mình, chẳng lẽ cuộc đời mình cốt khỉ hoàng cốt khỉ, bỏ kiếp nông dân đi làm nghệ sĩ, để rồi bây giờ lại tiếp tục vác cuốc ra đồng. Mấy tháng sau có gánh hữu tâm về Sa Đéc hát, Tấn Tài được ông Ba Thời là nhạc công trong đoàn đồng ý giới thiệu với ông một đoàn hát của bạn mình. Lúc ấy đoàn đang hát ở Sóc Trăng, không thua gì đoàn hữu tâm. Mấy hôm sau, ông Ba Thời dẫn Tấn Tài xuống Sóc Trăng để gặp ông bầu sinh của đoàn Tân Hương Hoa. Lực lượng nghệ sĩ của đoàn lúc này khá mạnh. Sau khi nghe Tấn Tài ca dứt câu vọng cổ, những người có mặt rất ngạc nhiên, nhiều ánh mắt thiện cảm dành cho Tấn Tài. Riêng ông bầu mừng lắm, dẫn Tấn Tài về chỗ nghỉ riêng, giới thiệu với bà bầu. Thấy tên Lê Tấn Tài đẹp, nên ông bầu sinh lấy đặt nghệ danh cho Tấn Tài luôn. Bà bầu rất có cảm tình, coi Tấn Tài như con trai, nên cho 10.000 đồng. Một số tiền khá lớn thời ấy. Tấn Tài liền chia đôi số tiền,
đưa cho ông Ba Thời 5.000 để đền đáp công lao người đã dẫn dắt Tấn Tài đến nơi mà trong mơ cũng không thấy. Kịch bản đầu tiên Tấn Tài hát ở sân khấu Tân Hương Hoa là Hắc Y Nữ Hiệp. Đêm hát ở Bạc Liêu, Tấn Tài vô vọng cổ, khán giả vỗ tay dư bể rạp. Từ đó, hầu như không đêm nào vắng tiếng vỗ tay của khán giả dành cho anh kép trẻ Tấn Tài. Sau đó, ông mới dám về núi Sập mời cha mẹ, bà con, dòng họ ra Long Xuyên coi mình hát. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Công danh lên như diều gặp gió. Sự nổi tiếng của Tấn Tài đến tai ông Nam Thành, ông bầu Đoàn Cải Lương Song Kiều. Ông đã từ Sài Gòn xuống tới Long Xuyên để coi Tấn Tài hát. Đêm vãn hát tại Long Xuyên, ông Nam Thành giả làm khán giả ái mộ, đến đón Tấn Tài bên hông rạp hát và mời Tấn Tài lên xe hơi xuống Vàm Cống ăn khuya. Cuộc ăn uống trò chuyện đến 2 giờ sáng, thì ông Nam Thành mới nói thiệt mình là ai. Ông đến Long Xuyên là để mời Tấn Tài về Sài Gòn, hát cho đoàn của ông. Đời nghệ sĩ nghèo có gì sung sướng cho bằng từ một đoàn nhỏ được một gánh lớn đến mời ký công tra. Nên Tấn Tài đồng ý điều kiện của ông Nam Thành với giao kèo 100.000 đồng, lấy chiếc xe hơi Pilger trắng ông đang đi trị giá 75.000, còn 25.000 tiền mặt để Tấn Tài về trả lại 10.000 của ông bầu sinh, số còn lại để sắm sửa, tân trang, lên đời để lên Sài Gòn ra mắt công chúng. Trở thành hoàng đế đĩa nhựa. Ở đoàn Song Kiều lúc này, Tấn Tài đang làm mưa làm gió. Được một thời gian thì ông được ông Ba Bản là bầu đoàn thủ đô tiếp cận và chiêu mộ về đoàn hát của mình. Về đoàn thủ đô, Tấn Tài được phân hát chánh hơn phân nửa số kịch mục mà đoàn đang diễn. Chẳng bao lâu, ông đã tạo nên những cơn sốt vé. Chàng trai lãng tử núi Sập An Giang bất ngờ bị tiếng sét ái tình của cô đào đẹp Như Ngọc điểm trúng. Thời đó, người ta gọi Như Ngọc là đệ nhất đạo diễn. Ông có cảm giác đây chính là người phụ nữ sẽ làm chủ cuộc đời ông. Kết quả của những ngày hai người bên nhau là đám cưới trong hạnh phúc và sau này sinh cho ông hai chàng trai để ngày nay khán giả biết đến hai danh hài Tấn Beo, Tấn Bo. Năm 1968, với vai Hoàng Hoa Lữ trong kịch bản Khói Sóng Tiêu Tương của tác giả Hà Triều, Hoa Phượng, ông được trao huy chương vàng giải Thanh Tâm. Cùng một lúc, Tấn Tài được cả tiền tài, danh vọng, tình yêu. Tính từ thời gian đi hát năm 1959 đến khi đoạt giải Thanh Tâm năm 1963, thời gian chưa hết 4 năm, đường sự nghiệp của Tấn Tài quả là rất đặc biệt. Sau khi chiếm giải Thanh Tâm, ông được hãng đĩa Tứ Hải, Hồng Hoa mời thu đĩa. Đĩa hát của Tấn Tài bán rất chạy, sự thành công quá nhanh của ông đã gây một cú hích mạnh trong giới nghệ sĩ ngôi sao thời đó. Được biết khi ấy, mỗi ngày ông thu khoảng 5-6 bài, thu lao cho mỗi bài khi ấy tương đương một lượng vàng. Chỉ tính từ năm 1962 đến năm 1975, ông đã thu âm khoảng 1.000 bài vọng cổ và chừng 500 vở cải lương lớn nhỏ. Đó là một con số kỷ lục mà cho đến nay chưa có nghệ sĩ nào vượt qua. Thành quả nghệ thuật đó cũng chính là nguyên nhân để khán giả và báo giới Sài Gòn khi ấy phong tặng Tấn Tài danh hiệu Hoàng đế đĩa nhựa. Đang hát ngon lành ở thủ đô, bất ngờ lại được mời về hát khai trương bản hiệu Dạ Lý Hương cùng với nghệ sĩ Bạch Tuyết. Có thể nói đây là một trong những đôi bạn diễn thành công nhất của sân khấu cải lương, từ sự tương đồng về giọng ca, cách nhả chữ đến nghệ thuật biểu diễn điêu luyện. Trong vô số vở cải lương có Tấn Tài tham gia biểu diễn, có lẽ Chuyện Tình An Lộc Sơn là vở diễn minh chứng rõ ràng nhất cho đỉnh cao nghệ thuật ca diễn của Tấn Tài. Bên cạnh nữ hoàng sân khấu Thanh Nga trong vai Dương Quý Phi, Tấn Tài thể hiện vai An Lộc Sơn một cách xuất thần cả về diễn xuất lẫn kỹ thuật ca. Đến hiện tại, vai An Lộc Sơn của Tấn Tài vẫn chưa thấy có người thay thế xứng tầm. Ngoài Thanh Nga, Tấn Tài còn đóng cặp thành công với nhiều nữ diễn viên cải lương gạo cội khác như Úc Bạch Lan, Lệ Thủy, Ngọc Dầu, Mộng Tuyền, Mỹ Châu. Ông bầu không biết lỗ. Nhiều người chỉ biết Tấn Tài là kép hát, nhưng thật ra từ năm 1968, ông đã là bầu gánh Tân Thủ Đô và hốt bạc không kém gì Kim Chung, Kim Chưởng. Đang là ngôi sao của gánh Kim Chung với hợp đồng 1,4 triệu đồng, trong khi giá của nhiều ngôi sao khác chỉ chừng 700.000 tới 1 triệu, Tấn Tài lại bỏ ngang, đứng ra lập đoàn hát khi mới 26 tuổi đời với 60.000 đồng trong túi. Từ một gánh hát, Tấn Tài phát triển thành hai gánh gọi là Tân Thủ Đô 1 và 2, chiêu mộ toàn ngôi sao như Thành Được, Úc Trà Ôn, Việt Hùng, Minh Chí, Úc Hiền, Úc Hậu, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết, Diệu Hiền. Phải có nhiều nghệ sĩ như thế, vì những hôm kép chánh Tấn Tài về Sài Gòn thu đĩa thì ở tỉnh vẫn có người thay thế.
và ông đặt hàng những soạn giả hàng đầu như Hà Triều, Hoa Phượng, Hoàng Việt, Loan Thảo, Thể Hà Vân, viết tuồng Donny đóng giày cho từng nghệ sĩ, cho nên ai diễn cũng hay như nhau. Hồi đó, khoảng thập niên 60-70, trúng số độc đắc chỉ 1 triệu đồng, vàng thì 12.000 đồng một lượng, vậy mà ông có tài sản tới 34 triệu. Sau giải phóng, nhiều đợt đổi tiền, ông trở lại bình dân như bao người. Vậy mà ông vẫn cười thản nhiên, thì giai đoạn đó ai cũng chịu vậy mà, chứ đâu phải riêng mình. Trời còn cho mình sức khỏe và tài năng, thì mình làm ra tiền nữa, lo gì. Sau năm 1975, gánh Tân Thủ Đô sau giải phóng trở thành đoàn cải lương tập thể Hậu Giang, Tấn Tài vẫn làm trưởng đoàn nhưng với cơ chế mới, ông trở thành người làm công trong chính đoàn hát của mình. Cầm cự được 7 năm, ông xin nghỉ, ra hát show nuôi vợ con vì được trả cát xê cao nhiều hơn. Tấn Tài nếm trải vinh quang nhiều hơn cay đắng, có lẽ vì vậy nên ông sống nhẹ tênh. Năm 2011, trên bầu trời nghệ thuật cải lương Nam Bộ, một trong những ngôi sao sáng nhất đã vụt tắt khi nghệ sĩ Tấn Tài vĩnh biệt người mộ điệu ở tuổi 74. Ông mất đi, nhưng để lại cho đời nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là một giọng hát liêu trai độc nhất vô nhị. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!